Tất cả các bạn, xin chào bà con. Thì sáng nay Hợp có khai thác một chuồng dế các bạn. Thì bây giờ là Hợp dọn vệ sinh, sẵn tiện quay cho các bạn, chia sẻ với các bạn là những sản phẩm mà chúng ta thu từ con dế là bao gồm có cái gì. Thì như sáng các bạn đã thấy là chuồng dế này là Hợp đang khai thác xong, và trong đây có sốt rất là nhiều dế, không thể nào mà bắt ra được. Cho nên là Hợp đã dùng cách là thả gà con vào đây cho nó ăn. Thì gà con nó vô đây, nó bươi, nó ăn là coi như nó ăn sạch hết rồi các bạn. Hợp cũng bắt gà con ra rồi. Đó. Trong đây thì chắc cũng đâu đó cũng sốt vài em, nhưng mà không biết là gà nó có. Kiểm tra thì thấy là không có các bạn. Đó. Đó. Thì bây giờ Hợp sẽ gom cái phân dế này lại. Thì trong cái phân dế này nó có rất là nhiều hỗn hợp các bạn, bao gồm trong đó là có thức ăn này, sơ dừa này và phân dế. Thức ăn thì cũng có bột cám gà con và cái cọng rau muống này, thì những sản phẩm mà chúng ta thu được từ con dế là các bạn, thì các bạn biết rồi. Khi mà chúng ta nuôi con dế, xác định làm con dế để bán chim cá cảnh, bán cho nhà hàng, thì sản phẩm của con dế đó chính là dế thịt. Dế thịt các bạn, dế thịt. Thì đối với cái dế thịt thì gồm có dế chim cá cảnh và dế nhà hàng. Dế chim cá cảnh thì các bạn khai thác nó nhanh hơn, tức là cái thời gian nuôi thì nó ngắn ngày hơn. Đó. Đó là cái dế dế chim cá cảnh hoặc là dế cho gà ăn. Đó. Đó. Là khoảng tầm độ 30 ngày. Còn đối với dế mà dế nhà hàng. Dế nhà hàng thì gồm có là dế sữa hoặc là dế trứng. Dế trứng, dế sữa tức là dế nó bắt đầu nó chuyển qua giai đoạn nó lột xác các bạn. Người ta gọi là dế sữa, dế non non trắng trắng người ta gọi là dế sữa. Còn dế trứng tức là dế mà nó bắt đầu cho sinh sản, tức là dế nó mang thai đó, tức là nó mang trứng, người ta gọi là dế trứng. Đó. Thì giờ thời gian nuôi của dế sữa và dế trứng thì nó lâu hơn so với cái nuôi dế chim. Đó. Thì đó là cái sản phẩm đầu tiên từ việc chúng ta nuôi con dế. Từ việc chúng ta nuôi con dế. Rồi cái sản phẩm thứ hai nữa là nếu như các bạn đó là các bạn xác định nuôi con dế để làm dế thịt, thì có hai loại như vậy. Hoặc là có thể là các bạn cung cấp cho những nơi mà người ta nuôi gà, nuôi cút, nuôi lươn, hoặc là nuôi cua đồng chẳng hạn, đó. Hoặc là nuôi vịt, vân vân. Đó. Thì cũng cùng với loại dế chim và dế thịt. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn nuôi, nếu như các bạn xác định nuôi dế, cái sản phẩm thứ hai là đó là trứng dế các bạn. Tức là ở đây là khi các bạn xác định nuôi để lấy trứng dế, tức là dế giống, thì các bạn nuôi nó lâu ngày hơn, thì sau khi mà dế nó đẻ xong thì nó phải mất là 60 ngày tuổi các bạn, 60 ngày tuổi mới chúng ta mới có dế trứng, dế trứng. Thì sản phẩm thứ hai đó là dế trứng. Thì trứng dế thì các bạn bạn cũng đã biết rồi, chúng ta phải làm ổ cho nó để cho nó sinh sản, để chúng ta bán trứng dế cho bà con và mọi người để nuôi. Đó là chúng ta, nếu như chúng ta xác định nuôi dế giống để bán cho họ, thì nó là cái sản phẩm trứng dế. Rồi, thì và đó là cái sản phẩm thứ hai. Cái sản phẩm thứ ba tiếp theo đó là sau khi mà con dế nó đã xong, thì trước khi nó lúc chết,
thì chúng ta có thể khai thác thêm được một cái loại dế, đó chính là dế thải các bạn. Dế thải này thì người ta cũng mua để cho gà, cho rắn mối, thậm chí cho tắc kè để ăn. Thì đó là cái sản phẩm thứ ba, đó là dế thải đó. Rồi tiếp theo, sau khi mà dế nó chết đi thì chúng ta thu hoạch được cái gì? Thu hoạch được phân dế bạn thấy không? Đây là phân dế này chúng ta bón cho cây nó cũng rất là tốt các bạn, rất là tốt. Các bạn không nên bỏ nó đi nhé, các bạn gom lại đó. Gom cái phân dế này lại đó. Phân dế này mà chúng ta đem bón cho cây thì cây nó cũng khá là tốt các bạn, khá là tốt. Cho nên là chúng ta không 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 bỏ bỏ bất cứ thứ gì thì cũng dế. Đó. Thì chia sẻ với các bạn là những sản phẩm từ con dế chúng ta thu được. Đó, thu được từ việc nuôi dế là chúng ta không bỏ bất cứ thứ gì từ con dế hết. Đó, không có bỏ bất cứ thứ gì, từ dế thịt, rồi phân dế, rồi trứng dế, rồi dế thải. Đó, những cái sản phẩm mà con dế nó tạo ra chúng ta để chúng ta khai thác, chúng ta làm nhiệm vụ để mà với những nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như là phân dế chúng ta có thể bón cho cây, dế thịt chúng ta có thể là bán cho chim các cảnh, bán cho nhà hàng, làm thức ăn cho vật nuôi đó. Rồi trứng dế thì chúng ta làm giống đó. Còn dế thải thì chúng ta lại tiếp tục được bán dế thịt, nhưng mà với cái chi phí giá bán thì nó lại thấp hơn đó. Thì toàn bộ những cái sản phẩm từ con dế nó tạo ra cho chúng ta để chúng ta khai thác, thì các bạn nghĩ nuôi con dế nó có lợi hay là không? Hợp thấy là nuôi con dế mà để chúng ta phục vụ trong chăn nuôi, hoặc là phục vụ cho nhà hàng, cho chim các cảnh, thì chúng ta cần xác định một cái lối đi cho nó hợp lý. Ví dụ đối như với hợp hợp nuôi là xác định là nuôi cho vật nuôi ăn. Đó. Thì hợp khai thác tăng vật đó, từ phân cho tới trứng dế đều khai thác tận dụng hết. Đó. Đó. Thì trong video này là chia sẻ với các bạn như vậy. Còn mà sau khi chúng ta thu hoạch xong chuồng dế thì chúng ta nên phơi những cái tấm cái tấm vỉ 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 trứng giấy này các bạn, phơi những cái vỉ trứng giấy này ngoài nắng để cho nó không bị ẩm mốc. Đó. Tức là trong quá trình nuôi ở những cái đáy chuồng, những cái vỉ giấy nó bề mặt nó tiếp xúc với cái đáy chuồng thì những vị trí mà nó bị ẩm á thì nó dễ bị ướt cái vị giấy á, cho nên là chúng ta cần phải phơi để cho nó khô khô, và chúng ta cái nào nó hư thì chúng ta vứt đi, còn không thì chúng ta tiếp tục tái sử dụng. Đó là cái các bạn cần lưu ý khi mà chúng ta nuôi con dế. Thì trong video này nội dung chính là Hợp muốn chia sẻ với các bạn là những cái sản phẩm mà con dế nó tạo ra cho chúng ta, thì gồm có bốn sản phẩm chính. Nhất là phân dế, dế thịt, và trứng dế, và cái thứ tư nữa là dế thải. Tức là sau khi con dế nó đẻ xong chúng ta lại có tiếp tục có một cái nguồn dế thải, dế đó chúng ta cũng vẫn có thể bán được hoặc là chúng ta cho gà ăn này đó. Và đồng thời là lưu ý với các bạn là khi mà chúng ta khai thác cái chuồng dế xong rồi, chúng ta nên phơi nắng cái vỉ trứng giấy đi các bạn nhé, phơi nắng đi. Thứ nhất là giúp cho cái vỉ trứng giấy nó cứng,
nó khô và đồng thời nó sẽ diệt được những cái con vi khuẩn nữa các bạn. Đó. Phơi khô thì có khả năng nó sẽ diệt được những loại vi khuẩn. Đó. Đó. Rồi, thì trong video này Hợp xin tạm dừng chia sẻ với các bạn những cái điều như vậy. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.